Joshua hé lộ lý do sa thải đội ngũ huấn luyện viên cũ. Cựu vương hạng nặng Anthony Joshua đã lần đầu lý giải nguyên nhân dẫn đến quyết định sa thải đội ngũ huấn luyện viên, trong đó có huấn luyện viên kỳ cựu Rob McLaughlin. Anthony Joshua đã bắt đầu cộng tác với Rob McLaughlin kể từ năm 2010. Dưới sự trợ giúp của McLaughlin, Joshua đã gặt hái vô vàn thành công, điển hình như tấm huy chương vàng Olympic 2012, ba đai vô địch hạng nặng WBA, WBO và IBF. Mối lương duyên tưởng chừng không thể phá vỡ, bỗng một ngày đứt cánh sau thất bại của Joshua trước Oleksandr Usyk vào tháng 9 năm ngoái. Trong nỗ lực làm mới bản thân, Aji quyết định sa thải đội ngũ huấn luyện viên cũ, bao gồm cả McLaughlin. Chia sẻ trên The Telegraph, cựu vương hạng nặng đã lý giải nguyên nhân dẫn đến hành động dứt khoát này. Không có ai nói với tôi rằng lúc này đây bạn phải đáp trả đối thủ, và tôi cứ nghĩ bản thân đang ở thế thắng. Một huấn luyện viên cần phải nắm bắt khía cạnh tâm lý đó và nói với tay đấm của mình rằng anh ta đang thua, tay đấm với anh cho hay. Chia tay McLaughlin, Joshua tìm đến sự giúp sức từ huấn luyện viên kỳ cựu Robert Garcia cho màn tái đấu Usyk vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Garcia nhận trọng trách giúp Joshua đòi lại ngai vàng. Trên postcard Robert Garcia, Garcia tin rằng Joshua đã gặp vấn đề tâm lý sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp trước Andy Ruiz và kế đến là trận thua toàn diện dưới tay Usyk. Rất nhiều tay đấm gặp khó khăn sau khi hứng chịu thất bại, vì vậy nó ảnh hưởng đến Joshua về mặt tâm lý. Cậu ấy có thể nghĩ rằng có lẽ đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi. Rất nhiều thứ diễn ra trong đầu cậu ấy. Tôi nghĩ đó là một trong những điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến Joshua, và đó là điều tôi ở đây khiến nó thay đổi. Tôi, Angel Fernandez, huấn luyện viên khác của Joshua và những sự hỗ trợ khác mà anh ấy có được. Theo bạn, quyết định thay đổi huấn luyện viên của Joshua có phải là quyết định đúng đắn? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tại đầu Usyk, Joshua gửi lời nhắn cho Fury. Anthony Joshua cho biết trận chiến thống nhất danh hiệu cùng Tyson Fury là sự khích lệ lớn nhất khi bản thân bước vào cuộc tái đấu với Oleksandr Usyk. Vào thứ ba vừa rồi, Joshua và Usyk đã có màn ra mắt truyền thông tại Ả Rập Xê Út trước khi bước vào cuộc so găng lần 2 giữa họ vào ngày 20 tháng 8 tới. Hồi tháng 9 năm ngoái, Usyk bất ngờ đánh bại Aji và giành các danh hiệu WBA, WBO cùng IBF trong tay ngôi sao người Anh sau 12 hiệp đấu. Dĩ nhiên, Joshua rất muốn phục thù mèo Oleg để lấy lại ngôi vương của mình. Ở sàn đấu boxing chuyên nghiệp hạng nặng, ngôi sao sinh ra tại Watford mới chỉ để thua 2 trận duy nhất. Aji thất bại trước Andy Ruiz vào năm 2019, nhưng đã thành công đoạt lại các đai vô địch từ tay đối thủ người Mỹ. Đây sẽ là một động lực dành cho Joshua khi anh sắp tái đấu với Usyk. Võ sĩ 32 tuổi phải làm được điều tương tự vào mùa hè này tại Jeddah. Người hâm mộ trên khắp thế giới đang hướng mắt về đất nước vùng Trung Đông để chứng kiến hai tay đấm top đầu của hạng nặng so tài một lần nữa. Trong buổi trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, chủ đề liên quan đến Fury một lần nữa được nhắc đến. Dù vua Gipsy đã tuyên bố giải nghệ sau chiến thắng trước Dillian White vào hồi tháng 4, nhưng nhiều khán giả vẫn kỳ vọng nhà vô địch bất bại xứ sở sương mù sẽ so tài cùng người thắng trong trận Usyk và Joshua 2. Khi được một phóng viên hỏi rằng liệu trận chiến thống nhất danh hiệu với Fury có phải sự khích lệ lớn nhất dành cho bản thân trước khi bước vào cuộc so găng lần 2 với Usyk hay không, Joshua thẳng thắn trả lời: 100% là như vậy. Nếu tôi ngồi đây và nói với bạn không phải, thì tôi đang nói dối các bạn, nói dối bản thân và cả thế giới. Đối với fan hâm mộ, đó là trận đấu phải chiến thắng. Fury đã treo găng, nhưng ai mà biết được. Giải nghệ không có nghĩa là bạn không được phép quay trở lại. Tôi nghĩ nếu cơ hội tự nó đến, chúng ta sẽ xem liệu anh ta có trở lại hay không. Nhưng hãy để tôi thắng trận đấu này với Usyk trước, sau đó cánh cửa khác sẽ mở ra. Trang Metro dẫn lời phát biểu của Joshua. Theo bạn, Joshua và Usyk, ai sẽ là người chiến thắng? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Không phải Usyk hay Ruiz, Joshua tiết lộ đối thủ khó nhất từng chạm trán. Nhà cựu vô địch boxing hạng nặng thế giới người Anh đã làm rõ đối thủ mạnh nhất bản thân từng chạm trán.
Cho đến thời điểm hiện tại, hai võ sĩ duy nhất từng đánh bại Joshua ở sàn đấu hạng nặng chuyên nghiệp là Oleksandr Usyk vào năm 2021 và Andy Ruiz vào năm 2019. Dù vậy, không ai trong số họ tạo ra nhiều khó khăn cho Usyk hơn một huyền thoại anh từng so găng trong quá khứ. Thử thách cam go nhất với Joshua đến từ cuộc tượng đài diễn ra vào năm 2017 tại sân vận động Wembley thuộc thủ đô London, nước Anh, đối đầu với Vladimir Klitschko. Usyk đã khiến cả thế giới boxing ngỡ ngàng khi hạ gục ngôi sao người Ukraine ở hiệp đấu thứ 11. Dù thắng trận và giành được hai danh hiệu WBA cùng IBO, nhưng trong một bài phỏng vấn mới đây cùng Oxford Union, Joshua khẳng định rằng chính tiến sĩ búa thép mới là đối thủ mạnh nhất anh từng so tài. Đối thủ khó nhất tôi từng chạm trán chắc chắn là Vladimir Klitschko. Bỏ qua phòng ngự, chú sư tử trẻ đọ sức cùng lão sư tử già. Thời điểm tôi đấu với anh ấy, tôi nghĩ nó hơi sớm, nhưng đó là trận đấu cuối cùng của anh ta. Vậy nên nếu tôi không thượng đài lúc đó, mọi thứ sẽ quá muộn. Đó là sự mạo hiểm để đạt được thành quả lớn mà tôi cho rằng là cần thiết với môn boxing. Thỉnh thoảng vì thiếu kinh nghiệm nên chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến. Anh ấy có nhiều pha knockout hơn cả những chiến thắng và những pha knockout của tôi cộng lại. Anh ta có nhiều kinh nghiệm, rất mạnh mẽ và đã làm khó cho tôi rất nhiều. Trước trận đấu đó, tôi đã hạ gục những đối thủ của mình trong vòng 6 đến 7 hiệp. Nhưng Vladimir khiến tôi phải trải qua 11 hiệp, số hiệp tôi chưa từng thi đấu trước đó. Rõ ràng anh ấy là đối thủ mạnh nhất đối với tôi. Sắp tới Joshua sẽ có cuộc tài đấu với người đồng hương của Klitschko là Usyk, nhà vô địch 35 tuổi từng đánh bại Usyk vào năm ngoái. Và nếu như mèo Oleg tiếp tục thắng Joshua lần 2, chắc hẳn anh sẽ trở thành đối thủ khó khăn nhất của cựu vương người Anh. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua lần đầu giải thích cách bản thân để thua Usyk. Anthony Joshua đã có những chia sẻ về thất bại trước Oleksandr Usyk bằng tính điểm trong cuộc so găng vào tháng 9 năm ngoái. Tại London, Joshua đã để mất 3 danh hiệu lớn hạng nặng bao gồm WBA, WBO cùng IBF vào tay Usyk sau màn thể hiện thiếu thuyết phục hồi năm ngoái. Họ dự kiến sẽ tái đấu vào ngày 23 tháng 7 tại Ả Rập Xê Út với số tiền phân chia lên đến 90 triệu bảng. Ở trận thua tại sân vận động Tottenham Hotspur, cả 3 trọng tài chấm điểm đều công nhận tay đấm người Ukraine xứng đáng giành chiến thắng. Một trong số đó chấm Usyk thắng 9 trên 12 hiệp. Về phần Usyk, số hiệp đấu anh chiếm ưu thế nhiều nhất được công nhận chỉ ở mức 5 trên 12. Joshua khẳng định anh đã cố gắng vượt qua mèo Oleg bằng kỹ năng và cho rằng bản thân đã thắng ít nhất 5 hiệp đấu với phát biểu. Tôi nghĩ tôi có thể so kỹ năng cùng anh ta với tư cách là một võ sĩ. Tôi cho rằng anh ta đã thắng nhiều hơn tôi 2 hiệp đấu. Đó là nguyên nhân anh ta trở thành nhà vô địch. Vậy nên mục đích của hiện tại là trở về với những điều cơ bản và hướng đến một cú knockout. Azi trả lời phỏng vấn của Oxford Union. Màn so găng lần 2 giữa Joshua và Usyk vốn đã diễn ra sớm, nhưng cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine bất ngờ nổ ra vào tháng 2, khiến sự kiện này bị hoãn lại. Usyk từng gia nhập quân đội và cho biết anh không nghĩ đến việc bảo vệ danh hiệu nữa. Tuy nhiên cách đây chưa lâu, tân vương 35 tuổi đã thay đổi quyết định. Usyk quyết tâm rời quê hương để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Joshua. Anh phát biểu, tôi quyết định trở lại tập luyện vì bạn bè và đồng nghiệp, một vài người trong số họ là những biểu tượng trước công chúng. Họ yêu cầu tôi quay về phòng tập. Bằng cách này, tôi có thể giúp quê hương của mình nhiều hơn là việc chỉ ở lại Ukraine hoặc gia nhập một tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ. Trong khi đó, Joshua cũng có sự thay đổi đáng chú ý nhằm phục thù đối thủ người Đông Âu. Azi nghe theo lời khuyên của đại diện Eddie Hearn và các fan hâm mộ, quyết định chia tay huấn luyện viên gắn bó lâu năm là Rob McLachlan trước khi thượng đài lần 2 cùng Usyk. Ngôi sao người Anh giờ đây chỉ làm việc với một người huấn luyện duy nhất là Angel Fernandez. Trong quá khứ, chuyên gia này đã giúp Joshua giành lại ngôi vương hạng nặng từ tay Andy Ruiz vào cuối năm 2019. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.